Xin chào 500 anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với series tóm tắt Light Novel Tales of Slam trên Anime Wiki. Từ khi được chuyển sinh cho đến lúc thành lập đất nước ma vật, Rimuru đã trải qua nhiều khó khăn vất vả. Toàn bộ quá trình đó được đồn đoán là có ghi chép trong một cuốn sổ tay, thứ được xem là tài liệu rất quý giá, ít nhất về khái niệm là như vậy. Để hiểu thêm về nó, hãy cùng nhau khám phá một ngoại truyện có tên là sổ tay của Rimuru nha anh em. Mọi người đều vui mừng khôn xiết vì tôi đã thức tỉnh nhờ tiến hóa ma vương và quyết định biến ngày nay thành một ngày lễ ở Thambas. Vì thế tôi nghĩ rằng tốt nhất nên ghi lại trạng thái của mọi người trước khi quên sạch chúng. Đây là những ghi chép từ to đến nhỏ nhặt của tôi tại lễ phục sinh. Khởi đầu của nó là một tràng âm thanh, không phải là cạch cạch mà là vụt dầm keng. Chúng là những âm thanh phát ra khi Sion nấu ăn. Nếu có ai hỏi thứ kinh hoàng gì đang diễn ra trong bếp thế, câu trả lời là nấu ăn. Chỉ hai từ đó cũng tạo nên một không khí tăng thương vang vọng khắp nơi rồi. Tôi liếc mắt nhìn Benimaru, mặt cậu ta tái xanh như thể đã từ bỏ mọi thứ trong cuộc sống, giống hệt một tên tội phạm sắp bị xử tử. Ok fine, tôi sẽ để Benimaru ngồi đây, còn mình sẽ cố gắng chuẩn đi trong im lặng, nhưng đời làm đếch gì dễ thế. Ngài ngài Rimuru, nó thật sự nguy hiểm. Bây giờ, khoan, ngài ấy bỏ chạy rồi, và thế là Benimaru cũng chạy theo tôi với đôi mắt ngấn lệ. Chết tiệt, có vẻ như tôi đã bị phát hiện, nhưng thà vậy còn đỡ kinh hoàng hơn khi ngồi đó và đợi Sion nấu ăn xong. Ngươi có muốn đi cùng không? Hãy cho phép thần đi cùng ngài. Tôi thậm chí không cần phải nghe những gì xảy ra tiếp theo. Đi cùng hay trốn cùng, đích thị là chân lý trong thời điểm này. Chết vinh còn hơn sống nhục, nhưng tôi thà nhục cùng với Benimaru để từ đó dựa vào nụ cười của những người vừa thoát khỏi cõi chết mà nhanh chóng quên đi bản án tử hình chúng tôi đang đối diện. Khi bước ra khỏi bếp, tôi nhận được sự tán thưởng từ cấp dưới, những người đã chú ý đến tôi. Họ báo những tin vui cho tôi bằng nụ cười trên môi, sau đó tôi cũng dành thời gian để gửi những lời chúc mừng lễ phục sinh tới từng người một. Sau khi hoàn thành, chúng tôi đến thăm sừng gen của Kurobe, tình cờ Hakuro cũng ở đó. Chà, tối nay mọi người sẽ dùng bữa cùng nhau, nói cách khác, Thambas sẽ tổ chức một bữa tiệc linh đinh. Có vẻ Hakuro đến để đưa thông điệp đó cho Kurobe. Thực tế thì Kurobe đã dành phần lớn thời gian một mình trong xưởng, nên tôi quyết định đến mời ông ấy, tiện thể giới thiệu cho ông ấy những người mới đến. Nhưng với sự hiện diện của Hakuro thì có vẻ điều đó không cần thiết nữa. Thật tốt khi ngoài bản thân tôi vẫn có những người khác chăm sóc cho Kurobe. Thế là tôi quyết định nhân cơ hội này trò chuyện với Kurobe nhiều hơn một chút. Nhờ sự tiến hóa của ngài Rimuru nên tôi đã có được một số kỹ năng. Tôi đang lên kế hoạch dùng nó để sửa đổi vũ khí của mọi người. Vì ngài Rimuru hiện đã tuyên bố mình là ma vương, nên có lẽ sẽ có nhiều cuộc xung đột vũ trang hơn trong tương lai. Kurobe vừa cười vừa thông báo như vậy, thực sự là một người đàn ông đáng tin cậy. Có vẻ như kỹ năng độc nhất nhà nghiên cứu của ông ấy đã tiến hóa thành kỹ năng độc nhất thần chức nhân. Điều đó tượng trưng cho quyết tâm của Kurobe. Ông ấy sẽ đặt cả trái tim và linh hồn của mình vào việc sản xuất vũ khí. Lão Phu đến để nhờ kiểm tra thanh kiếm. Trên hết, để tránh những điểm sai sót giống như cuộc xâm lược của Famous, lão đã quyết định đào tạo lại mọi người. Ngoài ra, để được trang bị tốt hơn cho mọi tình huống, lão đã đề nghị ông ấy chế tạo nhiều loại vũ khí hơn. Vừa nói, Hakuro vừa chỉ vào đủ loại vũ khí kỳ quái trên tường. Có những lưới hái phù hợp với tử thân, đại kiếm và kiếm hai tay. Ngoài ra còn có nhiều vũ khí phổ biến như gươm, rìu và giáo. Cũng có những loại đòi hỏi nhiều kỹ thuật hơn để sử dụng. Thậm chí còn có Kusarigama, một vũ khí rất khó sử dụng. Chà, có vẻ Hakuro đã dành hết tâm huyết khi truyền lại các kỹ thuật vũ khí nhằm đối phó với mọi tình huống. Nói về cái đó thì, ta muốn chế tạo một con dao làm bếp cho Sion, ông có thể giúp ta làm nó được không? Tất nhiên, Sion sẽ không bao giờ từ bỏ thanh đại thái đao của cô ấy, vậy nên ngài hãy canh đúng thời điểm. Trong khi cô ấy cầm dao làm bếp, tôi có thể cải tiến lại thanh đại thái đao đó. Nhớ hết vào ông nha, ngoài ra ông nên thêm thanh đao của cô ấy. Sau đó tôi đã nói ý tưởng của mình với Kurobe, nhưng mọi khi ông ấy rất quan tâm đến việc sửa đổi. Khi đang giải thích thì Hakuro đưa cho tôi một ly rượu và bằng cách nào đó, một buổi uống rượu bắt đầu mà tôi không hề hay biết. Đó cũng là lúc tôi thư giãn và đưa ra đủ loại đề xuất về vũ khí. Hầu hết chúng đều đến từ trí tưởng tượng, những thứ khó có thể sử dụng trong thực tế. Mặc dù tôi không sai, nhưng nó vẫn là một lời nhắc đáng suy ngẫm với bản thân. Tôi có thể đánh mất chính mình trong một bầu không khí tốt. Kiểu vui quá xong bạ cái bí mật gì cũng tuôn ra hết đấy anh em. Về sau thì chủ tịch còn mang hết cả bí mật quốc gia ra kể với Emesha trong lúc nhậu cơ mà. Trong khi đó thì Benimaru cũng tham gia vào quá trình nâng cấp vũ khí bằng cách đưa thanh thái đao của mình cho Kurobe. Mọi việc có vẻ tiến triển tốt, quan trọng là liệu Kurobe có nhớ được gì sau khi tỉnh táo lại hay không thôi. Cơ mà đó là vấn đề của ông ấy và không liên quan đến tôi. Sau đó chúng tôi đến quảng trường thị trấn, nơi mọi người đang làm việc không ngừng nghỉ để chuẩn bị cho lễ phục sinh. Trong số đó, chúng tôi bắt gặp một nhóm người đang chuẩn bị rời khỏi thị trấn. À, ngài Rimuru, xin chúc mừng sự tiến hóa của ngài. Thần cũng cảm thấy mình mạnh mẽ hơn một chút sau quá trình đó. Ồ, Kobuta, điều đó sẽ khá tốt. Nhắc mới nhớ, tối nay mở tiệc đấy. Ngươi định đi đâu vậy? À, thần được Suna điện hạ yêu cầu ra biển. Hả, biển? Hóa ra Kobuta đang ra bờ biển để bắt cá cho bữa tiệc. Lần gần nhất ghé thăm biển, chúng tôi đã mang về những con cá để chế biến thành sashimi. Lần này có vẻ Kobuta được Suna yêu cầu kiếm về những con hàng cao cấp nhất. Chắc hẳn đó cũng là thực đơn của ngày hôm nay.
Không phải vậy, nói đúng hơn là thần được lệnh đi. Đợi đã Kobuta, nếu cậu tiếp tục nói, có lẽ kết cục của cậu sẽ không được êm đẹp đâu. Vâng vâng, vậy thôi, chúng thần sẽ quay lại sớm. Kobuta ngay lập tức tắt văn sau khi nghe được những lời nhắc của đồng đội, mà không cần nói cũng hiểu, yêu cầu của Suna giống như một mệnh lệnh, thứ mà người như Kobuta không thể chống lại. Được thôi, ta sẽ mong chờ điều đó, bắt con gì to to nhá. Đã hiểu, để phần còn lại cho chúng thần. Như đã nói, Kobuta khá thích câu cá. Tôi rất tiếc vì không thể chuẩn bị bữa tiệc cùng mọi người. Tuy nhiên, thu thập nguyên liệu các món ăn vốn là nhiệm vụ quan trọng của Kobuta. Bất chấp lời phàn nàn thì trong lòng cậu ấy chắc hẳn rất hạnh phúc. Khi Kobuta chuẩn bị rời đi thì một người khác đi đến. Trên tay anh ta là một chiếc túi đang rỉ máu. Cái túi đó phồng lên rõ rệt, trọng lượng và cái mùi toát ra từ nó khiến chúng tôi cảm thấy choáng váng. Tôi quay lại nhìn thì nhận ra đó là Kobucho. Ê Kobucho, thật vui vì người vẫn khỏe mạnh, nhưng đó là cái của nợ gì thế? Tôi hỏi như vậy nhưng trong tiềm thức cảm nhận được một luồng khí đáng sợ phát ra từ chiếc túi. Hả, không phải là Kobucho sao? Đây là cái gì thế? Trước khi Kobucho có thể trả lời, tôi và Kobuta đều chú ý theo dõi cái túi. Sau đó thì câu trả lời của Kobucho đã xác nhận dự cảm của tôi, một cảm giác báo trước sự kinh hoàng. À, ngài Rimuru và Kobuta nữa, thần được yêu cầu mang nguyên liệu nấu ăn đến cho ngài Sion. Dừng lại, dừng cơ mơ nó lại ngay. Kobucho, cái thứ bên trong chiếc túi đẫm máu đó, có thể nào là nguyên liệu nấu ăn sao? Phải đó Kobucho, giờ vẫn còn sớm để đem đến cho cô ấy đúng không? Vậy nên cho chúng tôi xem bên trong một chút nào. Mặt Benimaru dần tái xanh trở lại và yêu cầu Kobucho mở túi. Thứ lăn ra từ đó, đầu của một con bò hưu, một cái đầu to lớn với cặp sừng khủng bố. Nếu anh em chưa nhớ thì bò hưu chính là con ở mấy tập đầu anime Ringo đi bắt về để làm tiệc ấy. Nó ở cái đoạn Kobuta hỏi ăn nhiều thì rú ngải có to ra không ạ. Nhưng vấn đề ở đây không phải là việc cái đầu bò hưu này có to hay không, mà là chờ một chút, đầu của bò hưu hoàn toàn không thể ăn được đúng không? Tôi không thể không hét lên như vậy. Và cái đầu của bò hưu ơi, mày có thể đừng nhìn tao với vẻ mặt đó được không? Nó hẳn đã bị cắt đầu ngay lập tức rồi được vận chuyển trực tiếp tới đây. Rồi nó đang nằm đó, mắt nhìn sâu thẳm vào mắt tôi. Cảnh tượng này khá kinh hoàng khi nghĩ về nó. Đó là cảm giác mà tôi không bao giờ có thể tưởng tượng mình sẽ được trải qua trong ngày lễ trọng đại như thế này. Đây có thể là ý nghĩa của đồ ăn tươi sống, nhưng ngay cả như vậy thì... Vậy việc đầu của bò hưu không ăn được là sự thật sao? Trước đó Suna Đị Hạ đã nói điều tương tự với ngài Sion, nhưng có vẻ nó lại kích thích cô ấy. Đúng vậy, tôi cũng nhớ là Suna đã cảnh báo thứ này không thể ăn được, nhưng cũng chính sự nguy hiểm đó mà Sion nổi máu muốn chinh phục. Một thứ Suna Đị Hạ cũng không thể xử lý được, vậy thì thần sẽ làm cho nó có thể ăn được. Chính sự phù phiếm trong cơn cao hứng đó khiến cô ấy ra lệnh cho Kobucho mang nguyên cái đầu bò hưu đến. Tệ thật, có lẽ lúc này Sion đang nổi cơn thịnh nộ. Không thể nào, nếu nó thành công, lẽ nào tôi sẽ ăn cái này sao? Benimaru như chết lặng khi nói như vậy. Kobuta cũng cảm nhận được mức độ nguy hiểm của tình huống khi nhìn thấy cảnh này. Cha, chúng tôi có sứ mệnh của riêng mình. Vì vậy, thế là Kobuta không lãng phí thời gian và chạy trốn khỏi tình huống ngay lập tức. Thanh niên lao đi nhanh đến mức ngay cả Benimaru cũng không thể ngăn lại. Ta thấy kỹ năng lãnh đạo của Kobuta cũng đã được cải thiện. Thân đồng ý, tên con đó thực sự chỉ có kỹ năng đặc biệt trong việc phát hiện nguy hiểm. Benimaru đồng ý trong đau đớn. Nó đồng nghĩa sẽ không có cơ hội để lôi đầu Kobuta vào mấy đống lộn xộn này như lần trước kia nữa. Không còn cách nào khác, chúng tôi phải tự mình đối phó với cái đầu bò kia. Benimaru nhìn trộm tôi và vỗ vai Kobucho đầy quyết tâm. Sau đó, ngài Rimuru cũng rất kỳ vọng vào tài nấu nướng của Sion. Nhưng hôm nay ngài ấy cảm thấy muốn ăn một ít canh rau. Bảo với Sion là tôi đã nói điều đó. Cái gì thế? Hả, tên khốn Benimaru, chuyện này rõ ràng không liên quan gì đến ta. Xin đừng nói như vậy, hãy giúp thần một tay. Đừng lôi kéo ta tham gia, chẳng phải ngươi đã lừa ta trước hay sao? Nhưng ngài đã nói và thần đang suy ngẫm về điều đó. Tuy nhiên cái giá phải trả này có hơi đắt quá không? Tất nhiên Benimaru đang đề cập đến việc phải ăn cái đầu bò hưu, một cái giá quá đắt, mà điều đó chắc chắn sẽ không xảy ra. Là vậy nhỉ? Sau đó chúng tôi nhìn nhau và gật đầu, cái đầu bò này cần phải. Kobucho, cho phép ta tịch thu thứ này. À, nếu tôi mà làm vậy, ngài Sion sẽ giận tôi mất. Tôi được chọn làm thành viên trong tiểu đội mới của ngài Sion, làm vậy là trái lệnh của ngài ấy. Đúng là Kobucho có thể từ chối lệnh của Benimaru, người mà cậu ta không trực tiếp phục vụ. Nhưng ngay cả như vậy, cậu ta vẫn đang không tuân lệnh từ cấp dưới trực tiếp của tôi. Kobucho có thể trông không giống như vậy, nhưng cậu ta táo bạo một cách đáng ngạc nhiên. Đó là một điều tốt, nhưng không phải trong tình huống này. Biết làm sao đây, chắc tôi phải can thiệp rồi. Này Kobucho, làm ơn đưa ta cái của nợ đó đi. Như Benimaru đã nói, bây giờ ta đang thèm canh rau. Vì vậy chỉ cần chuyển tin nhắn cho Sion là được. Trên hết ta sẽ tặng người món quà này như một biểu tượng người được ta đánh giá cao. Vì thấy tội cho Benimaru nên tôi bắt đầu thương lượng với Kobucho. Thế nên tôi đã đặt vào tay Kobucho bộ Kusarigama, vũ khí tôi lấy từ xưởng của Kurobe vì nhìn nó thấy thích thích. Kobucho này, vũ khí này có tên là Kusarigama, nó khó sử dụng nhưng sẽ hữu ích cho ngươi. Ngươi đã đạt được kỹ năng đặc biệt ký ức hoàn hảo và tự tái sinh. Nghe đến đây Kobucho vô cùng xúc động. Đã rõ ạ, nếu đó là yêu cầu từ ngài Rimuru thì thần nguyện tuân theo. Khi ngươi thành thạo,
ta sẽ yêu cầu Kurobe làm một cái Kusarigama tốt hơn, luyện tập may mắn nhá. Thế là Gobojo vui mừng trao lại cái đầu bò hưu. Chúng tôi đã ngăn chặn được một cơn khủng hoảng thành công. Có vẻ bên Nemru đã nợ tôi một đặc ân, nhưng tôi thực sự không muốn nghĩ đến việc phải nếm thử món ăn của Sion. Nói về nó thì Gobojo có vẻ sẽ thuyết phục được Sion đấy. Câu nói ngài Rimru muốn ăn canh rau chính là điểm mấu chốt trong phi vụ này. Cùng lúc đó thì ở nhà bếp, Gobojo này đã rất ngạc nhiên khi cậu giúp ta thu thập thông tin về ngài Rimru. Rất tốt, Sion vui vẻ nói trong khi đưa ra một lời đề xuất với Gobojo. Theo đó, nếu muốn học cách sử dụng Kusarigama thì điều kiện tiên quyết là cần có kỹ năng kháng đau đớn. Một người không mấy nhanh nhẹn như Gobojo khó có thể tránh ăn vài vết sẹo trong quá trình luyện tập thứ vũ khí đó. Và để có kháng đau đớn, Gobojo cần cố ý làm tổn thương bản thân càng nhiều càng tốt. Mình đang bị ngài Sion đánh, điều đó dường như rất tuyệt. Tinh thần tốt đấy Gobojo, hãy làm việc chăm chỉ để cải thiện. Thế là Gobojo vui vẻ ăn đòn một cách thậm tệ đúng chất khổ dâm. Nhìn thì có vẻ ngu ngốc, nhưng quả thực anh ta đã thức tỉnh được kỹ năng kháng đau đớn. Từ đó nhiều người cũng bắt chước Gobojo theo đúng kiểu, cứ đáng im đi. Nó thực sự quá nguy hiểm, vì vậy tôi quyết định thêm điều này vào danh sách các kỹ thuật bị cấm và ngăn nó lan truyền. Trên đời này vẫn có những bí mật mà mọi người không nên khám phá. Sau khi Gobojo rời đi, tôi được giới thiệu với Tam Thú Sĩ. Benimer đã triệu tập họ để chào đón tôi. Khỏi phải nói thì màn trò hỏi này thực sự rất nhiệt tình. Chà, nếu ngài Rimru có thể thu thập được những vị nhân mạnh mẽ như ngài Benimer và Sion thì không nghi ngờ gì về sức mạnh của ngài nữa. Đó là lời tâng bốc của Unbase. Anh em lưu ý là mốc thời gian trong câu chuyện là lúc Carion bị Milim bắt đi, Eragania bị phá hủy nặng nề nên người dân đã đến Thembes để tá túc. Trở lại với câu chuyện thì bất chấp lời tâng bốc của Unbase, Benimaru vẫn đang sợ hãi vì chưa thể vứt bỏ nỗi ám ảnh về nghệ thuật nấu nướng của Sion. Có lẽ Unbase sẽ thay đổi quan điểm khi nhìn thấy cậu ấy trong trạng thái chuẩn bị ăn đồ của Sion nhỉ. Cơ mà tôi cũng có một chút hấp dẫn, nhưng than ôi, ngay cả tôi cũng sợ tài nấu nướng của Sion, vì vậy tôi không có quyền chế nhạo Benimaru. Sau đó cùng với Unbase và Benimaru, chúng tôi kiểm tra nơi ở tạm thời của những thú nhân. Mục đích là khuyến khích người dân dựng lều trại. Ngoài ra tôi muốn ghi nhớ khuôn mặt của những thú nhân để nuôi dưỡng mối quan hệ tốt hơn trong tương lai. Nơi trú ẩn của họ được chọn là ở dưới lòng đất. Để mọi việc hoàn thành sớm, Gheo cũng huy động tất cả lực lượng cho việc xây dựng lều trại. Khi quan sát xung quanh, tôi nhận ra dường như một vài thú nhân có những vết thương mới trên người. Họ không nghe lời nên thần phải giao tiếp với họ thông qua nắm đấm của mình. Hay rồi, đám đó không nghe lệnh của Gheo nên bị đấm cho bầm tím như vậy. Cũng nhờ vụ đánh đập đó mà các hoạt động dường như được tiến hành nhanh hơn dự kiến thì phải. Đúng là họ bị ăn đòn, nhưng nó sẽ làm mọi thứ đơn giản hơn. Bởi do bản năng nên chúng tôi luôn theo đuổi kẻ mạnh hơn mình. Theo Unbase và Sophia thì xã hội thú nhân được phân cấp tổng thể. Vì điều đó mà họ sẽ làm theo hướng dẫn của kẻ mạnh hơn. Ngoài ra sự bí mật bí ẩn của Carion cũng khiến hầu hết thú nhân rơi vào trạng thái giận dữ điên cuồng. Nhờ mấy trận đòn của Gheo mà họ lấy lại được lý trí. Ok thôi, nếu tiến triển được suôn sẻ thì cứ đấm nhiệt tình đi. Chưa kể với khả năng lãnh đạo mạnh mẽ của mình, Gheo có thể nhìn thấu tất cả khả năng của thú nhân và biến họ thành một đội quân thống nhất. Làm tốt lắm Gheo, với tốc độ này ngươi có thể hoàn thành vào buổi tối. Đúng vậy, chúng thần chắc chắn sẽ bắt kịp. Thật là một người đáng tin cậy. Nhắc đến đáng tin cậy thì sự chú ý của tôi chuyển sang một hướng khác, đó là người đang phân phát cần sa, thuốc chữa bệnh cho các thú nhân bị thương, Gabiru. Cậu ta hoàn thành xuất sắc những việc đó một cách đáng ngạc nhiên. Gabiru đích thị là một tài năng trong việc kết thân với bất kỳ chủng tộc nào. Gabiru, ngươi có băn khoăn gì không? Liệu có đủ thuốc không? Đây không phải là ngài Rimru sao? Không có vấn đề gì cả, sản lượng của chúng thần gần đây cũng tăng lên nên vẫn còn nhiều hàng trong kho. Là vậy sao? Làm tốt lắm. Ta cũng đang trông cậy vào ngươi hơn trong tương lai. Vâng thưa ngài, thần sẽ phục vụ ngài bằng cả sinh mạng. Gabiru trả lời như vậy, gần như định quỳ gối trước tôi. Có vẻ như cuối cùng thanh niên cũng vứt đi thói tự mãn. Hừm, cũng đến lúc thăng chức cho cậu ấy rồi. Lần sau ta sẽ cho ngươi một kỳ nghỉ, ngươi nên đi thăm cha mình và chuẩn bị một bản báo cáo về điều đó. Nhưng thần đã cắt đứt quan hệ và bị đuổi khỏi nhà. Không cần lo lắng, chỉ cần đến thăm Soka với tư cách là người đưa tin. Ồ, thần thích điều này, cảm ơn ngài rất nhiều. Hãy giao nhiệm vụ này cho thần. Gabiru vui vẻ nhận lời và quay lại làm việc. Còn mấy con sâu rượu Tam Thú Sĩ thì ở lại trong khi tràn trề hy vọng về bữa tiệc tối nay. Sau khi kiểm tra xong xuôi, tôi trở về phòng của mình. Trên đường đi, tôi trò chuyện với Benimaru. Ta nghĩ đã đến lúc cho Gabiru lên một chức vụ cao hơn. À, đó là một ý kiến hay ạ. Cậu ta có vẻ thông thái, dù tính cách vẫn vậy, nhưng trong tương lai, cậu ta có rất nhiều hy vọng. Thế là nó được quyết định. Nếu cần, tôi cũng nên hàn gắn mối quan hệ nứt gãy trong gia đình Gabiru. Hừm, với tư cách là sĩ quan, sẽ thật tệ cho hình ảnh của chúng ta nếu quả ấy mang danh là bị tộc trưởng trục xuất. Tốt hơn, chúng ta nên nói chuyện với cha của Gabiru là Abiru và hàn gắn mối quan hệ giữa hai người họ. Nếu các quốc gia khác có ấn tượng sai lầm rằng người thắn lằn có quan hệ xấu với một trong những cán bộ của chúng ta, điều đó có thể sẽ khiến họ rơi vào tình thế khó xử. Như mọi khi, Benimaru vẫn bắt kịp tôi. Rõ ràng trong sâu thẳm trái tim của Gabiru, tôi hiểu rằng cậu ấy cũng muốn làm hòa với cha mình. Bên cạnh đó, việc tiếp tục mối quan hệ tan vỡ này thực sự sẽ chẳng có lợi ích gì. Đối với chủng tộc người thần lằn thì việc con của ông ta trở thành sĩ quan dưới quyền một ma vương là niềm vinh dự.
nó đủ để hàn gắn mối rạn nứt của họ. Vấn đề là cả Gabiru và Abiru đều tỏ ra cứng đầu, vì thế chúng tôi cần sắp xếp để Sokka làm trung gian. Chuyện này cần được chuẩn bị đầy đủ, nghĩ đến đó tôi quyết định nhờ Sway giúp đỡ. Mặc dù câu chuyện vẫn tiếp tục, nhưng thời gian của tôi rất hạn chế nên không thể viết thêm điều gì trong cuốn sổ này nữa. Đối với những người quan tâm thì vui lòng cân nhắc mua một bản sao sổ tay của Rimuru nhé. Còn với những người đã đọc thì hẳn họ sẽ có đủ lý do để hiểu rằng Đại Ma Vương trân trọng cấp dưới và người dân của mình như thế nào. Rõ ràng Ma Vương Rimuru không phải biểu tượng của sự kinh dị, mà là một sự tồn tại song song với tình phụ tử. Điều đó đã không thay đổi từ ban đầu đến bây giờ. Biết Sion nấu ăn không giỏi, nhưng Ma Vương Rimuru vẫn quyết định ăn nó cùng với Benimaru, cung cấp cho Kurobe những ý tưởng về vũ khí mới khi ông gặp khó khăn với việc đổi mới, thích câu cá cùng Gobuta và thuộc hạ của cậu ta, phát hiện và truyền cảm hứng cho võ sĩ tương lai của Sarigama Gobucho, giúp đỡ các thú nhân khi họ cần mà không đòi hỏi bất cứ điều gì đáp lại, cũng như có thể ký một hiệp ước không xâm phạm vĩnh viễn với quốc gia của họ, lắng nghe những phàn nàn của cấp dưới, đồng thời giúp họ giải quyết vấn đề của mình. Đại Ma Vương, nếu càng cố gắng tìm hiểu tính cách của anh ta thì bạn sẽ càng hiểu hơn về những người thân thiết với anh ta, đặc biệt là phần nếm thử tài nấu nướng của Sion. Đó là điều không phải ai cũng đủ dũng khí để làm. Hy vọng bạn có thể đưa ra nhận định thích hợp sau khi đọc câu chuyện trên. Anh ta đang cố lừa dối nhân loại hay là cố gắng hòa nhập vào xã hội loài người từ tận đáy lòng? Bạn sẽ ít nhiều hiểu được tâm trí của Ma Vương. Với điều đó, tôi hy vọng các bạn có thể nhìn thấy những gì Ma Vương Rimuru đang suy ngẫm và ước rằng một ngày nào đó, cuộc thảo luận về chủ đề như vậy sẽ kết thúc. Hy vọng cuốn sách này sẽ giải phóng mọi người khỏi nghi ngờ. Tôi xin kết thúc phần giới thiệu về nó ở đây, được viết bởi một người muốn biết thêm về Đại Ma Vương Rimuru. Thế là xong, Rimuru đã viết mọi thứ có thể trong cuốn sổ tay của mình và tích cực quảng bá nó trong một buổi ra mắt. Đây là động thái để quảng bá sản phẩm trên quy mô lớn. Với nó, chủ tịch tin rằng chắc chắn doanh thu bán hàng sẽ đạt mức kỷ lục. Nó sẽ là tác phẩm bán chạy nhất. Cứ thế Rimuru đếm ngược từng ngày trước khi được người đời gọi là một nhà văn. Cậu tin rằng cái nhà báo tập trung ở đây cũng hiểu được cảm giác của mình. Thế nhưng khi giới thiệu xong nội dung cuốn sách, Rimuru nhận thấy các nhà báo trong hội trường đều bày tỏ sự nghi ngờ khi cầm bản sao của nó trên tay. Lẽ nào cuốn sách chưa thể chạm tới đáy lòng của họ? À, chúng tôi thực sự xin lỗi, nhưng lời nói của ngài có hơi khác so với nội dung trong sách. Gì? Lời nói của tôi khác với nội dung? Nghe đến đó, Rimuru bắt đầu dán mắt vào cuốn sách. Lúc này cậu nhận ra nội dung của nó khác hoàn toàn với bức tranh hoàn hảo mà cậu đã cắt bớt đi vài phân đoạn xấu tính. Đúng hơn, trong sách là phiên bản tả thực 100%. Từ cách cậu ham vui mà kể cho Kurobe nghe về các vũ khí, về cách trốn thoát cái đầu bò hưu của Sion, về cách những chiến binh thú quốc bị đấm bầm dập. Thế quái nào câu chuyện đậm chất PR với hình ảnh một Rimuru hoàn mỹ, chịu thương chịu khó lại thành ra phiên bản tả thực như thế này. Vì các bản tường thuật không chính xác nên tôi đã tiến hành sửa đổi nội dung. À há, thủ phạm đây rồi, ngươi làm cái vẹo gì thế? Sao không lấy dao cắt tiết ta luôn đi cho rồi, Rafael? Xin lỗi, nhưng những gì được viết trong tập tài liệu của ngài có phải thật không ạ? À không, về điều đó. Tệ, đậu xanh rau má tệ, thực sự rất tệ rồi. Rimuru cứ nhắc đi nhắc lại như thế, đúng kiểu đang tự nguyên rủa bản thân mình. Cậu nghĩ rằng dù với cái cơ thể Slam không thể đổ mồ hôi, nhưng cậu vẫn đang đổ mồ hôi lạnh. Ngoài ra, chúng tôi cũng không biết cuốn sách này có tồn tại đấy. Vậy phải làm sao nếu chúng tôi muốn đọc nó? Hé hé, đúng vậy, cuốn sách chỉ mới là bản thử nghiệm chưa được công bố. Rốt cuộc thì nó mới chỉ được quảng bá trong hôm nay. Bản nháp ban đầu cũng được lưu trữ trong dạ dày nên rất ít người có thể truy cập được nó. Chính xác hơn thì chỉ có một mình Rimuru có thể đọc nó. Thôi coi như cả sách này đi vào lòng đất rồi. Nếu công bố cái mặt tối của sự thật đó ra thì kế hoạch cải thiện hình ảnh trước công chúng của mình sẽ thất bại chóng mặt cho mà coi. Nghĩ đến đó, Rimuru quyết định chào mọi người rồi thu lại tất cả bản nháp về cuốn sách đã phát cho cánh nhà báo trong hội trường, sau đó lập tức sử dụng dịch chuyển để trốn thoát. Cứ như thế, kế hoạch bán sổ tay của Rimuru kết thúc trong thất bại. Tuy nhiên ngày hôm đó, chủ tịch đã thu hồi sót một cuốn sổ. Kết quả là nó nhanh chóng trở nên nổi tiếng trong tương lai, nơi người ta được chứng kiến bộ mặt thật sự của Ma Vương Rimuru, một người hết sức tinh tế nhưng vô cùng tinh vi. Và đó là toàn bộ những diễn biến trong video ngày hôm nay. Cảm ơn anh em đã lắng nghe đến giây phút này. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video sau của Anime Wiki.